Quy tắc xã hội ngầm chưa chắc bạn đã biết. Một Người trẻ xê cãi nhau thường hay treo câu cửa em mờ kiện, nghỉ chơi đi, tớ không bao giờ làm bạn cậu nữa. Người lớn thì ngược lại, lời tuyệt giao không bao giờ nói ra, chỉ là âm thầm im lặng, âm thầm cách xa. 2. Nếu bạn nhận được tin nhắn từ ai đó, có thời gian nhớ hồi âm, dù là một ai con cũng được. 3. Khi nhờ người khác giúp đỡ, nếu đối phương im lặng quá lâu vẫn chưa đáp ứng, Vậy đa phần là muốn từ chối, lúc đó đừng C. Ư. Ẩn cầu làm gì. 4. Tiền rất quan trọng, tình cảm cũng rất quan trọng, T. Tiền B. ạ nên rõ ràng, nhưng cũng đừng vì tiền làm T. Cổ N. Ư. Ơ. N. D. Tình cảm. 5. Đừng L. cừa, D. Cối người khác, vì nhân quả không chừa một ai. 6. Nỗ lực để trở thành một người có ích cho xã hội, nhưng đừng lãng phí thời gian để chứng tỏ với người khác. 7. Trực giác của con người thường rất chính ít ác, đặc biệt là trực giác của phụ nữ. Thế nên, nếu cảm thấy quan hệ giữa hai người có vấn đề, nên lưu ý một chút. 8. Đừng tùy tiện đê á, nhờ di á một người, đặc biệt là khi không có họ. Bởi vì 80% ít ác suất những điều bạn nói sẽ được truyền đến t ai người đó bằng một phiên bản khác. 9. Đừng lấy lý do thẳng thắn để bê tào chữa cho việc thi kế u di áo dục mượn cớ thẳng tính để nói lời tê cổ n t h ư ơ -e n người khác chỉ chứng tỏ sự ít ấu tính của bạn mà thôi. 10. Đừng cố tr anhc ả y đúng sai với người không nói lý lẽ. Mỗi người đều có thái độ sống khác nhau, họ ở vị trí của họ, có khi chưa từng trải qua những việc bạn từng trải, nên luôn cho rằng bạn b kịa cờ hờ chấm u Thế nên, trên đời không có đúng sai tuyệt đối đâu.